Xin chào các bạn nhé, xin chào các bác nhé. Trước hết là cảm ơn các bác đã xem cái video của chúng tôi. Thì trong cái video hôm nay chúng tôi sẽ dành một ít phút để nói tới một cái sản phẩm ngâm rượu ngon bổ rẻ nhé. Đấy, cái sản phẩm này thực ra thì nếu mà các bác không ngâm rượu thì các bác có thể chuyển thành thuốc sắc cũng được, đấy là quyền của các bác nhé. Còn đây là cái thang nguyên bản dùng cho ngâm rượu. Thì cái thang này thông thường ấy thì sẽ dao động từ 10 đến 12 vị. Trên màn hình các bác đang xem là 12 vị nhé. Đấy, 12 vị nhé. 12 vị đây. Thì chúng tôi xin giới thiệu sơ bộ tới các bác này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nhé. 12 vị này có cái tác dụng là bổ thận và chữa về đau xương khớp, tăng cường sức khỏe và bổ sung về sinh lý nhé. Và đầu tiên xin giới thiệu với các bác, đây là cái tơm chân. Cái này là một trong những thảo dược, thành phần thảo dược trong cái thang Ama Công nhé. Đấy. Rồi cái thứ hai là cái gọi là lá hồi nhé. Đấy. Rồi cái thứ ba đó chính là ba kích nhé, ba kích. Cái thứ tư đó là đẳng sâm. Đấy. Cái thứ năm đây là ngưu tất. Cái thứ sáu đó là quế chi, và cái thứ bảy đó là tứ đằng. Cái thứ tám đó là dâm dương hoắc. Cái dâm dương hoắc này thì xin chọn tới các bác là cái loại dâm dương hoắc tốt nhất nhé, lá xanh mà mềm gửi tới các bác. Dùng một lượng nhỏ như này thôi nhưng mà nó cũng đảm bảo cái thang thuốc của các bác đầy đủ vị và đầy đủ chất, còn hơn là các bác dùng cái loại cứng mà màu nâu nâu nhé. Rồi tiếp theo gọi là đến là bổ cốt chỉ, hay còn gọi là phá cốt chỉ. Cái này có tác dụng bổ dương khá là mạnh, bổ dương khí. Rồi tiếp nữa là cái sinh địa. Sinh địa đây là một cái thành phần được chúng tôi chế biến một cách đặc biệt nhé. Cái sinh địa này gọi là sinh địa hoàng, có tác dụng là tư âm bổ thận rất là tốt. Nữa là một cái nữa là cái khúc khắc. Đây là khúc khắc, thì khúc khắc này cũng rất tốt cho xương khớp. Và cuối cùng là cái vị linh chi nhé. Cái vị này thì cho nhiều nó sẽ đắng, nếu mà các bác nào không uống được đắng thì các bác có thể bỏ cái linh chi ra ngoài. Thông thường thì thang này uống rượu thì nó sẽ có cái vị chát và vị đắng nhé. Nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe của các bác, và khi nào mà các bác thấy đắng hoặc chát quá thì các bác có thể chắt ra và cho thêm tí đường hoặc một mật ong vào cái thang ngâm rượu nhé, thì nó sẽ rất là ngon. Đấy, xin giới thiệu cho các bác thế. Cái lượng tất cả các cái lượng thuốc trong này thì tùy theo các bác đặt hàng, nhưng thông thường thì cái thang này là cái thang ngon bổ rẻ, có chất lượng thuốc khá là tốt, và hơn nữa thì có ra một cái sản phẩm ngâm rượu khá là ngon. Qua cái video này tới một vài video nữa thì chúng tôi sẽ làm một cái video ngâm rượu cái thang này để giới thiệu tới các bác nhé. Thế còn này hiện nay thì xin giới thiệu tới các bác, đây là toàn bộ là 12 vị thang thuốc ngâm rượu, các bác có thể chuyển đổi thành cái thang sắc uống, có tác dụng là bổ thận nhé, rồi chữa về đau xương khớp, hai nữa là có tác dụng bổ dương. Cái thang này thì tuy chẳng chưa nhiều vị nhưng mà nó cũng có tác dụng là bổ dương hoặc bổ thận. Các bác mà dùng thấy hay thì nên ủng hộ chúng tôi nhé. Các bác có thể xem cái số điện thoại và địa chỉ ở cuối cùng cái video nhé. Chúng tôi sẽ để địa chỉ nơi mà chúng tôi chế biến cái thang thuốc này, các bác có thể đến tận nơi xem, hoặc các bác có thể đặt hàng một hoặc hai thang. Khi mà các bác sử dụng thấy hay ấy, nhé, thì các bác hãy tiếp tục đặt tiếp. Cái thang này xin giới thiệu cho các bác là cái thang này là cái thang mà rất nhiều người đặt của chúng tôi sau khi đã đặt thử một thang rồi nhé. Đấy, cái giá thì chúng tôi sẽ ghi ở phía dưới ở phần comment nhé, các bác sẽ nhìn được cái giá. Thì hiện tại trong video thì chúng tôi sẽ không ghi giá, vì mỗi một thời điểm ấy thì cái giá nó sẽ thay đổi. Có những cái bác bảo là chất lượng thuốc tốt thì tại sao lại không dám công khai giá. Nhưng mà trong video, nếu như tại thời điểm năm 2020 này chúng tôi công bố giá là x xỉ, thì đến năm 2021 thì nó lại lên tới x xỉ cộng 1. Bác xem xong thì các bác bảo ô xem năm trước lại báo cái giá x xỉ mà bây giờ lại bán là x xỉ cộng 1. Đấy là theo từng thời điểm. Vì vậy cho nên cái giá chúng tôi sẽ ghi vào cái phần comment ở phía dưới nhé. Trong cái video thì chúng tôi không ấy. Còn bác nào mà tin tưởng đã từng dùng sản phẩm với chúng tôi rồi thì các bác sẽ rất là hài lòng nhé. Rồi, trước hết là cảm ơn các bác đã xem cái video này.
Và hơn nữa thì bác nào muốn liên hệ đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại là 0964 421 551 hoặc là 0932 340 345 đang hiện trên màn hình. Các bác có thể kết nối Zalo với số là 0964 421 551 nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Các bác hãy đăng ký kênh để luôn luôn nhận được những video mới nhất các bác nhé.